Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là cục đẩy ACIF xe 800. Đấy, con này thì các bác chơi gia đình thoải mái, làm sự kiện cũng được. Mạch class 3. Mạch class 3 10 sò công suất nhưng có 8 con sò công suất chính và con là nó khuếch đại tín hiệu, nó cấp sang chân của các con kia. Sử dụng rất là khủng nha. Đấy. 10 sò công suất một kênh, tổng cộng là máy 20 sò, 8 MOSFET nái, 4 diode. Đấy, khủng chưa? Tụ nguồn rất là cùi, 160V 4700mi, biến áp khoảng tầm 18 cm, điện áp cấp công suất là 102V 0V 102V. Đấy. Và tất cả máy đây là các bác đang xem hình ảnh thật. Đấy nha, hình ảnh thật của cái con đẩy ACIF xe 800 này. Con này có công suất là 800W trên một kênh tải 8 ohm và 4 ohm nó khoảng tầm là 1500W ở 4 ohm. Nếu như 2 ohm thì nó khoảng tầm 2200 đến 2400W. Đó, công suất ước tính được chưa? Công suất ước tính. Đây nha, máy tất cả là nguyên zin. Về em vừa bóc tem này. Vừa bóc tem và mở ra xịt cho nó sạch hết các cái bụi bẩn đi. Đấy, vệ sinh này. Đấy. Ví dụ vỏ nhiều con về nó còn bị móc méo, nhưng con này bị móc vỏ là sẽ nắn hay vỏ. Đấy, thế thôi. Chứ còn nếu như các loại máy TD này về Việt Nam mà phải sửa lại thì gần như này em bán giá rất rẻ, nói luôn nhá. Và con này thì em chưa có sửa cái gì cả, về đây vẫn nguyên zin, vẫn vệ sinh bình thường. Hiện tại em đang bán chiếc đẩy này với mức giá khá là xuân yêu thương, giá như giá sửa rồi, mà mặc dù là máy zin chưa sửa. Đấy nhá, con này em đang bán với mức giá là 5,8 triệu một chiếc bao ship cho các bác. Em mời các bác con này, các bác dí 7 hay 5, tức là bát 40 tới 2 côn trăm. Đấy, full đôi nhá, 2 bát 40 tới 2 côn trăm. Các bác đập thoải mái cho em, đập thoải mái nha. Riêng con này nhá, nó đánh điện thoại 7 hay 5, nó mới là chất của nó. Nhìn máy trông rất là cùi. Sò đếm thì có 20 con sò, 16 con công suất chính. Đấy, mà nó đập cho tít mù luôn. Bởi vì sao? Đây là cái mạch class 3, một trong những dòng mạch nó hiệu suất nó rất là cao, tiếng nó rất là hay và công suất ăn rất là ít nhưng đánh giá rất là cao. Nó không bị hao tốn công suất như các dòng class H. Ví dụ như máy cũng là TD nhưng lại sử dụng 5200 và 1943, các bác phải biết công suất nó nhân đôi so với cái loại mạch class H. Cục class H nó vào 75W một con thì nó phải đạt tầm 130W một con nếu mà mạch TD. Đấy, nó vắt gần như hết cỡ. Và con TD như tải 8 ohm nhá, một con 5200 hay là 1943 thì là 150W max ping, tức là công suất tải hết cỡ. Con này là công suất nó ngang con đó, thì là công suất max ping của nó nó cũng 150W. Đấy. So thì đây nó JBK0302VG và 0281G. Đấy. Nha. Sò máy đây rất đơn giản, chẳng có gì. Đấy, tụ nguồn thì có 8 tụ, biến áp đây các bác xem này, máy rất là cùi. Đấy. Dòng này thì em nói thật là sò thì ít nhưng mà công suất là đánh ra điện kinh đấy. Ví dụ các bác nha, các bác làm tiệc cưới, chả may hôm mà một ngày đẹp trời nào đó các bác đi làm cục đẩy công suất đánh súp. Đấy, ví dụ như cục này đi đang cắm điện và vào cái lúc nào đó nó hứng lên, nó không vào điện nữa, thì các bác có thể dùng con này đập một đôi súp kép được. Đập được một đôi xúc kép, như đôi xúc ACIF đây em đang dựng ngay đây, có thể đánh được trong thời gian ngắn, tức là tầm 1-2 tiếng thì đánh được. Chứ còn các bác đánh dòng dã thì nó luôn luôn nó sẽ báo đèm tép và đèm clip, nó thay nhà báo, được chưa? Đấy, ví dụ thế. Dòng này tải 8 ohm là 800W và 4 ohm là 1500W. Ví dụ, lại tiếp tục ví dụ, một ngày đẹp trời nào đó các bác mua cục đẩy này về, các bác đánh xúc đơn 50. Đấy, suốt đơn 50 tới 2 côn trăm. Để các bác cứ đánh thoải mái thì em bảo hành cho các bác. Nếu mà con này đánh mà có lỗi mà đang đánh mà nó chết, các bác gửi lại đây em bảo hành cho. Mà con này nha, các bác lại chơi theo kiểu mắc pin này nữa, các bác lại dồn hai kênh là một kênh A kênh B, dồn đánh theo kiểu dry. Đấy, con này không biết nó có chế độ không nhỉ, nhưng con 1500 này là không có công tắc gạt thì là không có. Đấy, khuyên dùng thôi. Còn đây thì nó có cell này, dry này và anốc mà đinh. Đấy, ví dụ các bác đánh dry này cộng 1 cộng 2. Đấy, cộng kênh A cộng kênh B thì nó sẽ là right, dồn hai kênh là một. Thì công suất của nó dồn hai kênh mà đánh theo kiểu này thì em cũng khoảng tầm ước tính thôi, chứ còn
đúng ra là phải bấm vào máy tính xong là vào công thức tính toán đặc biệt tí nó mới ra được. 8 ohm thì nó vào tầm 800W, thì nếu mà provide 8 ohm tức là dồn hai kênh là một đánh cọc dương này ở 8 ohm thì nó khoảng tầm là 2000 đến 2001W hoặc 2002W ở 8 ohm. Như vậy thì các bác có thể đánh được một con này mà các bác đánh một chiếc súp 50 tới 28 cô trăm 25 thì các bác cứ đập thoải mái cho em, đánh cọc dương kênh A là cọc dương loa, cọc dương kênh B là cọc âm của loa, các bác cắm một đường ninh vào rồi cắm kênh A và gạt về chế độ là right. Đấy, bấm công tắc này, thò cái gì bấm đây cũng được này. Đấy, thì nó khoảng tầm là 2000 đến 2002W ở 8 ohm, nên là các bác cứ đánh thoải mái cho em, không việc gì phải sợ, đúng chưa? Đấy, bán nó bảo hành cho các bác nhá. Riêng những dòng này em bán em tự tin bảo hành cho các bác là các bác đánh tất cả các kiểu. Đấy, đánh trong vòng nếu như 6 tháng bảo hành lỗi gửi về em bảo hành, chứ không có những cái kiểu là tự ý là đang đánh xong là lỗi cái vội vàng là mang đi thợ sửa xong đó bắt đầu thợ sửa không được lại quay lại nấu cơ bảo hành cho anh cái gửi em chịu nha. Các bác vui tính nó vừa vừa thôi. Đấy, công suất thực tải của nó là nó thế thôi. Đấy, AC AIF xe 800 còi nhỏ bé nhưng có võ, con này rất là khỏe. Con này nếu như các bác đánh a dày nhá, đánh theo kiểu là ví dụ như dày của các bác là dày passy đi, tức là 2 bát 30 đôi đi, hay là các bác đánh dày đơn đi, dày đơn 40 hay dày đơn 30 thì một chiếc dày là 8 ohm, hai chiếc là 4 ohm và bốn chiếc là 2 ohm thì con này các bác vẫn có thể đánh bốn chiếc a dày một kênh. Đấy, tức là thực tại hết cỡ của nó là đánh được 4 chiếc a dây trên một kênh, 8 chiếc a dây trên hai kênh. Đấy, 8 chiếc a dây coi như một con đẩy nó đánh gần như nguyên dàn, full dàn rồi. Còn lại súp là đánh với con đẩy khác thôi. Đúng không? Đây là công suất thực tế là máy có thể chịu được. Còn là khuyên dùng thì các bác nên đánh là một kênh các bác tải mid noat là 4 ohm. Mid noat là 4 ohm nha. Hai kênh. Đấy, mid noat vẫn chỉ là 4 ohm. Kênh A 4 ohm, kênh B 4 ohm. Đấy, thì khuyên dùng các bác nên dùng như thế thôi, chứ không nên vắt kiệt công suất, bởi vì những cái máy này lâu ngày dùng rồi máy linh kiện nó sẽ kém dần theo thời gian, giống như người vậy. Ngày xưa thanh xuân thì trẻ rồi là khỏe tung tăng ca múa các kiểu, xong là sau ngày 50-60 tuổi rồi yếu dần yếu mòn thôi, xong là đến 80-100 tuổi thì lúc ấy chỉ thở thôi chứ làm được cái gì, đúng không ạ? Đấy, thì những con đẩy này nó kiểu như thế. Ngày xưa mới sản xuất ra thì có thể một con đẩy đánh 8 loa, nhưng bây giờ các bác chỉ đánh 4 loa cho em. Đấy, sau 20 năm nữa các bác vẫn chỉ đánh được 4 loa. Ok không ạ? Đấy, thì đây một cái sự chia sẻ khá là thật với các bác nhé. Các bác nào quan tâm những dòng đẩy này thì liên hệ trực tiếp với em. Em đang bán với mức giá là 5.8 triệu một chiếc. Đấy, lấy 2-3 chiếc thì em có giảm giá cho các bác chút xíu. Giá trên là bao gồm cước phí vận chuyển và cho các bác test thử thoải mái. Nếu như có lỗi, bất cứ một cái lỗi nào hay là các bác đánh như nào đây nó có lỗi, nó tóm lại nó có lỗi hoặc là không ra công suất hoặc là không có tiếng ra hay như nào đấy, các bác gửi về em bảo hành, hoặc là nếu mà có sẵn con nào đó này em đổi cho các bác con khác, các bác gửi về em đổi cho các bác con khác. Đấy, được chưa? Thế cho nó thoải mái, yên tâm không ạ? Đấy, nếu như có lỗi thì em đổi luôn, hàng có sẵn thì em đổi ngay. Đấy, còn không có sẵn, trong một số trường hợp trả may các bác đặt nhiều quá hết hàng thì mời các bác. Đấy, được chưa? Hiện tại em thông báo số lượng luôn nhé. AC IF xe 800. Hiện tại em còn 8 chiếc. AC IF xe 1500 hiện tại còn 6 chiếc tổng cộng đấy nhá. Đấy, các bác nào cần đấy thì liên hệ trực tiếp. Súp thì em còn 5 cặp. Dây thì tổng cộng 10 cặp, bán 3 cặp. Ngày mai về thêm mấy cặp nữa. Tổng cộng là còn 7 cặp. Các bác nào lấy dần thì lấy mòn thì chắc em còn có 2 cặp demo thôi. Đấy, ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Hàng này chơi, a dây, súp kép, súp đơn hay là gia đình, các bác đánh thoải mái cho em. Các bác cứ đánh thoải mái cho em. Riêng con này nhá, 800W, 8 ohm, rất là khỏe. Đấy, ví dụ các bác mà con này mà các bác mà bí quá, bí đầy đánh súp hơn con này vẫn đánh súp được. Đánh trong vòng 1 2 tiếng, 3 4 tiếng đánh thoải mái. Chứ còn con này mà các bác cho đập súp kép mà cái loại đánh theo kiểu mắc pinh và đánh hết cỡ nhá, em chịu. Đấy, ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nha.